Cũng dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng ca tắp bằng kiri dạ mắt đề na hoa cha mana sa ti đa sê su gắt tăng ca tăng về sắp ta sanh ni nô áp thi về cha sắp ta sanh ni nô ca tăng phun nha pha lăng mây hằng sắp đề pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng si tăng bi năng phun nha pha lăng ma già về cha tát tha na cha nan di đề hoa gan toa ni huệ đa dùm sắp đề lô cam ni về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sắp đề la phạn tu ma ma chê ta sa tuy phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phước có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, tầng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được dày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ cực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng ngô nha tu năng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được họ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta nô vùn nhằn à sa quá kha già quá hằng hồ tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nề buồn nhằn nhất bà nát xa tất cho dồ hồ trú, mong tất cả chúng ta sẽ đạt được vào đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính tri ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con. Một lần nữa con thành kính tri ân ngài, thành kính tri ân quý cô tu nữ, quý vị đạo hữu đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp đức Phật vô tá má được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chư phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Thời kinh tam bảo và thọ duy giới đa hoàn mãn, bây giờ là 4:30. Con kính dân mít đến ngài trí đức để ngài hướng dẫn dạy kinh pháp cú ngày hôm nay. Kính chúc đạo tràng một buổi học ăn vui và tiến hóa. Con kính thỉnh ngài trí đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Kính lễ để đức Phật sang, kính chào cô tu nữ nhiều pháp. Xin chào chị Hồng Mai, chị Meta, chị Hương Mộng, chị Thiên Lạc, chị Thành Kiếm, chị Kim, chị Nhung Phạm, đạo hữu Karuna, Huỳnh Nhân Nhật Hà, Yên Đạo Huynh. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ, nhà sa thú chị Nhung Phạm. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 173. Trước khi bước vào
đề tài này xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt hồ ma hệ sĩ ả răng tất thà gà tô lô hồ cô tâm mô tóc bác gà rù huy chệt tha cô lô cá sơ sá thà chá na đầm ma cù quy đô hoành đà ma hành tầng na rác bù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng ly phiền não trôi trăng tô thư giáo chủ chi năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sơ sát thu nô lô ca nó mình thá sơ vi nà tha rô cù sa pần nhu vứt tham pa tí phù tí sành nhá tù hoành đà má hành tần ná ra phù. Chánh này giác cần pháp bảo quý nhãn vàng gia lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh để những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý sư thô thú ra tác xa xa quốc cô sức thà sư cà mô quốc ra thầm mất sức ca cô nền đà bất sân xa đi an hà đá rô quá rô hoành đà mất hành tầng ná ra phù. Này giác gần tăng bảo xin vân Phật đà tâm một mô đỏ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thể pháp phạm nhân ai bị. Còn xin lễ lễ tăng hỷ đáng cho công chúng nhớ ly cúng dường. Ra tình ác tế giá đề chê ná sĩ khà mê ê thú hoạ tha năng tác xà bí à nũ hòa huề ná sá hạ xà dê ná sĩ trả tụ. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đạt thành quả cao. Nam mô Bụt Hà Dạ. Phần tăng dương Đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 173. Alo, quý vị nghe âm thanh vừa hay là nhỏ, nghe được không? 1212 11 là tốt. Tưởng 12 là đi hành quân đó. Rồi, bây giờ chúng ta vừa ha. Rồi. Bây giờ chúng ta đi vào bà ha. Yassabba bằng ca tầng cầm bằng. Yassabba bằng ca tầng cầm bằng. Yassabba sa bà bằng cá tầng cầm mừng. Câu số 2, cú sa lê na bì thi giá tị. Cú sa lê na bì thi giá tị. Cú sa lê na bì thi giá tị. À, bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Ya sa ba bằng ca tăng cầm mừng cú sa lê na pi thi giá tị. Ya sa ba bằng ca tăng cầm mừng cú sa lê na pi thi giá tị. Ya sa ba bằng ca tăng cầm mừng cú sa lê na pi thi giá tị. Với hai câu này. À, một câu tam tự thì chúng ta sẽ có một cái, nó cuối câu số 2 nó là đoạn âm. Vậy thì nếu mà đọc á thì chúng ta cố gắng đọc tới chỗ nào mệt thì chúng ta nghỉ, chứ không thể nghỉ cuối câu số 2. Chị bi thi giá tí. Chị bi thi giá tí. Chị bi hay là bi thi. Để coi lại. Bi thi giá tí. Bi thi giá tí. À, cái chữ này
chữ này chỉ bị thi gia tí có chỗ là alo alo chị thí, chị thí chị đề ha, có chỗ để chị đề ha. Đây bi thì gia tí, bi thì gia tí. Alo bi thì gia tí. Wow, a bi cộng với thà, a bi cộng với thà mà đây là bi thì gia tí. Cái chỗ chị đề ha, cái chỗ chị tề ha. Thôi thì học đi, rồi một xíu nữa tới chỗ chữ này chúng ta đi vào từ vựng sẽ giải thích rõ. Ở đây bi thì giá tí hả, cú sơn lề nó bi thì giá tí chẳng phải bi thì giá tí hả, cú sơn lề nó bi thì giá tí. Chi thi là trường âm. Quý vị chú ý chỗ này ha, bi thi gia ti. Rồi chỗ có chỗ thì chúng ta thấy rằng chi thi này là đề hát, nhưng mà khi phân tích từ vựng chúng tôi sẽ nói rõ chỗ này ha. Rồi bây giờ có sao nói vậy người ơi ha, trong sách vở thì chúng ta thấy rằng bi thi gia ti thì đề hát cứ biết là vậy đi. Rồi khi mà phân tích ra từ vựng á thì chúng ta mới biết rằng cái từ này xuất phát từ đâu, chữ DH hay là chữ TH. Thì ở đây Kusale Nabithi Yati ha, Kusale Nabithi Yati. Nào bây giờ đọc lại ha. Yasama bằng các tầng cầm bằng của sa lề nắp bí thì giá tí. Yasama bằng các tầng cầm bằng của sa lề nắp bí thì giá tí. Yasama bằng các tầng cầm bằng của sa lề nắp bí thì giá tí. Rồi bây giờ đó là cái giọng kinh ha. Rồi bây giờ qua dòng kệ, hai câu này kệ như thế nào? Dạ sa ba băng ca tăng cầm băng cu sa lê na vi thi gia tì. Dạ sa ba băng ca tăng cầm băng cu sa lê na vi thi gia tì. Dạ sa ba băng ca tăng cầm măng cu sa lê na bi thi gia tì. Rồi qua câu 3, câu 4. Sô măng ca tăng bác phà xê tí. Sô măng lô căng bác phà xê tí. Sô măng lô căng bác phà xê tí. Và câu cuối cùng ấp pha mút tô quá chành đi mà, ấp pha mút tô quá chành đi mà, ấp pha mút tô quá chành đi mà. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3 câu 4 ha. Sô măng lô căng bắp pha xê tí ấp pha mút tô quá chành đi mà. Sô măng lô căng bác phà xê tí ấp phà mút tô quá chành đi mà. Sô măng lô căng bác phà xê tí ấp phà mút quá chành đi mà. Sô măng lô căng bác phà xê tí ngâm phà mút tô quá chành đi mà. Số măng lô căng ba pha xê tí ngâm pha mô tô qua chanh đi mà. Số măng lô căng ba pha xê tí
lâm pha mô tô qua chanh đi mà. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Mình chào Huynh Hạnh Pháp vừa đến với Pháp Hội. Rồi bây giờ đọc lại từ trên xuống dưới ha. Yasabha bằng các tầng cầm bằng của sanh lệ nó biết thì giác đế sù bằng lù cần bóc hoa xề tí ốc và mút tù quá trình đi mà. Yasabha bằng các tầng cầm bằng của sanh lệ nó biết thì giác đế sù bằng lù cần bóc hoa xề tí ốc và mút tù quá trình đi mà. Đọc lại. Yasabha bằng các tầng cầm bằng của sa lê nó biết thì giác đế sù bằng lô cần bóc hoa xề tí ốc và mút tù quá trình đi mà. Rồi đó là dụng kinh. Bây giờ qua dụng kệ. Yasabha bằng các tầng cầm bằng của sa lê nó biết thì giác đế số mang lô cắn bao pha xê thị ngầm tha mô tô qua chân đi mà. Giá sa ba băng ca tăng cầm băng cu sa lê na vi thi gia tì số mang lô cắn bao pha xê thị ngầm tha mô tô qua chân đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng được đời này như trăng thoát mây che. Quý vị thông cảm ha, nhiều khi ghi dấu nó nhỏ quá rồi nhìn không thấy rõ. Cũng đỡ cái là chưa tiêm mũi 4. Nếu mà tiêm mũi 4 là chắc là thấy mờ hay chữ ha. Thôi kệ, bây giờ coi như còn sáng mà dòm thì coi như là vậy mà cũng còn lộn nữa. Thôi quý vị thông cảm. Rồi mời chiếc máy ta, chiếc kem, chiếc dòng mai mắt quý vị sáng hơn chúng tôi. Hôm nay cũng hơi khàn khàn. Rồi quý vị thông cảm ha. Rồi xin mời nha. Dạ, con chắc cũng giống như ngài vậy. Dạ, con cũng chưa chích mũi 4. Dạ, thôi. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 173. Yat sa ba bằng ca tăng cầm mang cú sa lê na bi thị yat ti so mang lo căng ba pha se ti áp pha mút tô quá chanh đi mà. Dạ, con xin phân tích. Yat trường âm nhấn, sa đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm trường âm nhấn, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú đoạn âm, xá đoạn âm, lê trường âm thông thường, ná bí hai đoạn âm, thi trường âm thông thường, giá tý đoạn âm hai đoạn âm. Yat sa ba bằng ca tăng cầm mang của sa lê na bi thị và tí. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. So trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá đoạn âm, pha xê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường,
quá đoạn âm, chanh trường âm nhẫn, lý đoạn âm, ma trường âm thông thường. Sô măng lô căng ba ba xê tì áp pha mút tô quá chanh đi ma. Dạ, con đọc lại từ đầu. Dạch xa ba băng ca tăng căm măng cú xa lê na bí thị dạch tí sô măng lô căng ba pha xê tí áp pha mút tô quá chanh đi ma. Dạch xa bà bằng ca tăng cầm măng cú xa lệ na bí thị dạch tí sô măng lô căng ba pha xê tí áp pha mút tô quá chanh đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yat sa ba băng ca tăng cầm cu sa lê na bi thi ya ti so măng lô căng ba pha xê tì áp pha mua tô qua chanh đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tý Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Lan, không biết có sư Phước Thạnh vô không nữa. Các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Sư nói, mai tôi chưa chích mũi thứ tư. Chích mũi thứ tư thì sao sư? Sư cũng đâu trả lời được đâu. Đó là một cú lừa thế kỷ. Ai không biết thì dám chịu, mẹ ta ta giữ, khôn sống mong chết con nghe, chị con hay nói gì đó. Kính chào cô, cảm ơn cô Mít Ta, cô Dung Phạm và Hồng Mai đã cho tín hiệu nghe rõ. Thôi giờ trả bài đi, bữa nay còn nhiều chuyện phải làm nữa. Dạ con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 173. Yat sa ba bang ka tang kam mang ku la le na ti ti ya ti so mang lo kang pa ba se ti a pa muk to wa chan di ma. Yat sa ba bang ka tang kam mang ku la le na ti ti ya ti so mang lo kang pa ba se ti a pa muk to wa chan di ma. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Yat chừng âm nhắn, xá đoạn âm, ba chừng âm thông thường, băng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, khăm chừng âm nhắn, măng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Khú xá hai đoạn âm, lê chừng âm thông thường, ná bí hai đoạn âm, ná bí hai đoạn âm, thi chừng âm thông thường, giá bí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yat sa ba bằng kha tăng kham măng khu la lê si thị ya ti so măng lô căng ba xê ti áp pha múc tô quá chanh di ma. Phân tích đọc lại nữa, đọc sai chữ khu lắm biết không? Con đọc lại. Yat sa ba bằng kha tăng kham măng khu sa lê na pi thị ya ti so măng lô căng pa pa xê ti áp pa múc tô qua chanh di ma. Phân tích câu số 3. So trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, pa xê
hai chừng âm thông thường, áp chừng âm ngắn, tha chừng âm thông thường, múc chừng âm ngắn, tô chừng âm thông thường, quá đoạn âm, chanh chừng âm ngắn, bí đoạn âm, ma chừng âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Tô măng lô khăn pha pha xê thi áp tha múc tô quá chanh đi ma. Yat sa ba bằng khát tăng khâm măng khu sa lê na phi thị ya ti so măng lô căng pha pha xê ti áp tha múc tô quá chầm đi mà. Yat sa ba bằng khát tăng khâm măng khu sa lê na phi thị ya ti so măng lô căng pha pha xê ti áp tha múc tô quá chầm đi mà. Yat sa ba băng ca tăng khâm măng khu sa lê na phi ti ya ti so măng lô khăn pha pha xê ti áp pha múc tô qua chăm đi ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chối sáng rực đời này như chăn thoát mây che. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 173. Cảm ơn Hồng Mai, cô Mít Cà, Dung Phạm cho hôm qua cùng vỗ tay, vỗ chân. Thích nhất là vỗ tay, vỗ chân. Vui. Nhân ấy vui. Còn có thưa các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử, nếu mà con đã sai cái điều gì, xin cho con biết để con chỉnh sửa. Và con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cho bông qua cùng vỗ tay, vỗ chân. Xin mời hình dư của Hồng Mai kế tiếp đó, ha. Nếu không phải thì xin mời người khác. Và xin chạm đích lại ạ. Chúc quý vị được an vui và may mắn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Tha Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, quý chư tăng kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài có pháp cú số 173. Yasapa pang ka pang kam mang kusale na piti yati so mang lo kang papa se kuto wachan di ma. Yasapa pang ka pang kam mang kusale na piti yati so mang lo kang papa se ti ap ka muto wachan di ma. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yas là trường âm nhấn, xá đoạn âm, pa trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cam trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yas sapa pang ka tang cam măng. Phân tích câu số 2. Cú xá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, ná tí hai đoạn âm, thi trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, cú sa lê ná tí thi giá tí. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Giá sa pa băng ca băng cam măng cú sa lê ná tí thi giá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sô trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, pha c hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, so măng lô căng pa pha c tí. Con phân tích câu số 4. Áp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chan trường âm nhấn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường, áp và mút tô quá chan đi mà. Con xin đọc lại chọn câu pháp cú số 173. Yasapa pang ka tang kam mang ku sa le na pi thi ya pi so mang lo kang pa pha se ti áp và mút tô quá chan đi mà. Yasapa pang ka tang kam mang ku sa le na pi thi ya ti so mang lo kang pa pha se ti ap pha mut to wa chan di ma. Ai dùng các hạnh lành
làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin lỗi ạ. Yasapapang katang kamang kusalena piti yati Sông pa pha se ti apamuto wachan dima Yasapapang katang kamang kusalena piti yati So mang lo kang pa pha se ti a pha bút tô a chan di ma. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư chỉ biết và đạo tràng chỉ sửa dùm. Cảm ơn Nguyên Phạm đã post bài. Cảm ơn chị Kim, Nguyên Phạm đã cho bông hoa. Dạ, kính xin mời Nguyên Phạm ạ. Con xin xuống mic. Dạ, sa thú cô Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con kính cảm ơn cô Kim, cô Meta, cô Hồng Mai đã cho biết tín hiệu âm thanh nghe rõ. Con xin ôn bài câu 173 ạ. Yassa pa pang ka tang kam mang ku sa le na pi thi ya ti ya ti so mang lo kang pa pha se ti a pha mut to wa chan ni ma. Yassa pa pang ka tang kam mang ku sa le na pi thi ya ya ti so mang lo kang pa pha se ti a pha mut to wa chan ni ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân tích câu số 1 ạ. Yas đoạn trường âm nhấn, xá đoạn âm, pa trường âm thông thường, pang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassapam katang kam măng. Phân tích câu số 2 ạ. Cú đoạn âm, xá đoạn âm, lê trường âm thông thường, ná đoạn âm, pí đoạn âm, thi trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm. Cú sa lê ná pí thi giá tí. Phân tích câu số 3 ạ. So mang lô căng pa pha se ti. So trường âm thông thường, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá đoạn âm, pha trường âm thông thường, se trường âm thông thường, tí đoạn âm. So mang lô căng pa pha se ti. Phân tích câu số 4 ạ. Áp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chăn trường âm nhấn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường. Áp pha mút tô quá chăn đi ma. Dạ, con xin kệ câu 173. Ya sa pa pang ka tang kam mang ku sa le na thi thi ya ti su mang lo kang pa pha se ti a pha mu to wa chan di ma. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con đang đọc sai chỗ nào xin sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp con ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ mời đạo huynh ạ. Huynh Gia Nhật Hạ, huynh Hạnh Pháp ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, con không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn cô Nhung Phạm. Dạ, con xin lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 173 ngày hôm nay ạ. Yat sa pa pang ka tang kam mang ku sa le na pi thi yati so mang lo kang pa pha se ti ap ha mut to wa chan di ma. Yat sa pa pang ka tang kam mang ku sa le na pi thi yati so mang lo kang pa pha se ti ap ha mut to wa chan di ma. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yassaba bằng cá tăng cầm bằng kusale napi thi yati. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá là hàng âm, lê là trường âm thông thường, ná bí là hai đoạn âm, thi là trường âm thông thường, giá là hai đoạn âm. Yassapa bằng các tăng cầm măng kusale nabi thi yati. Và câu số 3 và câu số 4. So măng lo căng ba pha se ti áp ha mút to wa chan di ma. So là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha, xê là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ấp là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, lý là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. So mang lo căng ba pha se ti áp ha mút tô quá chanh đi ma. Dạ con xin đọc lại ạ. Yat sa pa bằng ca tăng cầm mang cú sa lê na bi thi yat ti so mang lo căng ba pha se ti áp ha mút tô quá chanh đi ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yassababangka tankammangku salena bithi yati somanglokang bafaseti apfamuto wachandima. Yassaba bang ka tang kam mang ku salena bithi yati so mang lo kang ba pha se ti ap pha mut to wa chan di ma. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào đạo tràng. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Mân Nhung Phạm đã bóp bài. Sau nay con xin đọc qua pháp cú số 173. Yassa ba bằng ca tăng cầm măng cú sa lê na bi thi yati so măng lô căng ba pha se ti a pha mút tô cha vát chan di tô. Yassa ba bằng ca tăng cầm măng cú sa lê na bi thi yati so măng cô lăng ba pha se ti a pha mút tô vát chan di ma. Câu 1 và câu 2, con phân tích câu 1 của mình. Giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá là hai đoạn âm, lê là trường âm thông thường, ná bí là hai đoạn âm,
Thi là trường âm thông thường, giá, tí là hai đoạn âm. Giá sa bà bà ca tăng cầm măng cú sa lê na bi thì giá tí. Câu 3 và câu 4. Sô là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, pha, xê là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, sô măng lô căng bá pha xê tí áp pha mút tô vá chan đí ma. Ya sa ba bằng ca tăng cầm măng cú sa lê na bi thị ya ti sô măng. Lô căng bá pha xê tí áp pha mút tô vá chan đí ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát hay chê. Đó là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ hôm nay con hơi bị mệt ho nên con không có kể được. Xin xuống bếp xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, anh Bồ, con xin kính chào quý sư với cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Quỳnh Nhật Hạ, Quỳnh Giang Nhật Hạ hành kiểm cô Hồng Mai để cho biết tín hiệu tốt. Cảm ơn Quỳnh Nhung Vọng. Sau đây con xin đọc bài kinh 173. Dạ. Yasta patang ka tang kam mang kusale na piti yatri sum mang lokang apa kiti apa muto wa candi ma. Yasa yasa patang ka tang kam mang kusale na piti yatri sum mang lokang apa kiti apa muto wa candi ma. Sau đây con xin phân tích là yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, pa là trường thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú, xá là hai đoạn âm, là trường âm thông thường, ná là đoạn, ná tí là hai đoạn âm, thì trường âm thông thường, giá tí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chân là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, má, ma là trường âm thông thường. Yeah, xin đọc lại. Yasta papam katang kamang kusade na piti yati sumang lokam papasetim apa tokwa candima. Ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác, chối sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Dạ, con xin đọc kệ. Dạ, sơ pha văn các tăng cúng măng cụ sa lê nắng bí thi giá tì sổ măng lô căng pa pa xê tì áp pa lô tố và trăng đi. Đọc sai chỗ nào ở trên sân bóng sân xuống mít mời về kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo và
con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Cảm ơn Ngô Phạm cho bài và cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Và con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 173. Yat sa ba bằng ca tăng cầm măng cú sa lê bi thi yat ti su măng lô căng ba pha se ti áp pha một tô qua chan đi mà. Yat sa ba bằng ca tăng cầm măng cú sa lê na bi thi yat ti su măng lô căng ba pha se ti áp pha một tô pha quan qua chan đi mà. Dạ, anh đọc lại. Dẫn sa bà bằng ca tăng cầm măng cú sa lê na bi thi ya ti so măng lô căng ba pha se ti áp pha mút tô quá chan đi ma. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Giáp trường âm nhấn, xá đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, ná bí hai đoạn âm, thi trường âm thông thường, giá tý hai đoạn âm. Yat sa ba bằng ca tăng cầm măng cú sa lê ná bi thi giá tý. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Sô trường âm thông thường, măng trường đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, pha xê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, ấp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chan trường âm nhấn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường, sô măng lô căng bắp pha xê tí ấp pha mút tô quá chan đi mà. Dạ, con xin đọc lại nguyên bài. Yat sa pa bằng ca tăng cầm măng cú sa lê na bi thi ya ti so măng lô căng bắp pha se ti áp pha một tô quá chan đi mà. Dạ, con xin kể. Yat sa ba bang ka tang kam mang ku sa li na bi thi ya ti so mang lo kang ba pha si ti a pha mut to wa chan di ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con nó đọc phân tích và kể xong. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ, con trả mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Trang đọc kinh Pháp Cú ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con không thấy ai lên, dạ, con xin
đọc. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Yassa ba bằng cách tăng cầm măng cú sa lệ na bí thị giá tí sô măng lô căng ba phà sĩ tí á phà mút tô quá tràn đi mà. Yassa ba bằng cách tăng cầm măng cú sa lệ na bí thị giá tí sô măng lô căng bát phà xì tí áp phà mút tổ chá quá tràn đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm sao mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây tre. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Yes, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm, ba, trường âm, thông thường, băng. Trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Cá, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khâm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giác xá ba bằng cách tăng cầm măng cú xá, hai đoạn âm lê, trường âm thông thường ná, đoạn âm bí, đoạn âm thi, trường âm thông thường giá tí, hai đoạn âm cú xá lê bí thi giá tí. Giác xá ba bằng cách tăng cầm măng cú xá lê ná bí thi giá tí. Sô trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá đoạn âm, pha trường âm thông thường, xê trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sô măng lô căng, bá bà xê tí. Áp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường. Bút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Quá đoạn âm, tràn trường âm nhấn. Đí đoạn âm, ma trường âm thông thường. Áp phà mút tồ quá tràn đí mà. Sô măng lô căm bá bà xì tí áp phà mút tồ quá tràn đí mà. Giác xá bà bằng cách tăng cầm măng cú xa lề ná bí thị giá tí sô măng lô căm bá bà xì tí áp phà mút tồ quá tràn đi mà. Giác xa bà bằng cách tăng cầm măng cú xa lề ná bí thị giá tí sô măng lô căm bá phà xì tí áp phà mút tồ quá tràn đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm sao mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thác mây tre. Dạ, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, lâu quá con không kể, dạ con xin kể. Yassa ba bang katang kamang kusalena bithi yati so mang lo kam ba fa se ti afamutto wachan di ma. Dạ, con đã đọc và kể xong và con có sai xin ngài đạo tràng chỉnh sửa. Con xin cho mít. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Trước tiên chúng con thành kính lãnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính lãnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đại đàng. Đang chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 173. Yassapa pangkatang kamang kusale napiti yatiso manglo kang papase ti apa mutu watan lima. Yassapa pangkatang kamang kusale napiti yatiso manglo kang papase ti apa mutu watan lima. Yassapa pangkatang kamang kusale napiti yatiso manglo kang papase ti apa mutu watan lima. Hành các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây tre. Dạ, giờ đã đọc xong rồi, xin gửi mít lại cho đạo tràng. Một thầy ạ.
1 2 3 1 2 3 sa thủ sa thủ để được pháp tràng âm thanh rất là tốt, giọng kinh rất là hùng hồn ha, để được pháp tràng. Nhưng mà chưa nghe giọng kệ, alo, đọc kinh mà quên kệ, để được pháp tràng ơi liên kệ. Đọc cái giọng kinh hay vậy chắc giọng kệ cũng tuyệt vời ha. Rồi đại đức pháp tràng lên kệ cho bà con nghe chứ. Xích Hà lâu lâu mới lên kệ lần á, mà thấy Huỳnh Giang Nhật Hà le lưỡi kiểu này chắc là Xích Hà lần sau kệ dài dài quá ha, hù nhát con người ta không à. Huỳnh Giang Nhật Hà ta kệ hay vậy đó mà hù nhát, với có cái giọng kinh phân tích thì chính xác. Cái dòng kinh của Xích Hà hay kéo dài mấy đoạn âm quá. Alo, Xích Hà nghe rõ không? Đoạn âm tại sao kéo dài? Ví dụ như Cú Sa Lê Ná, chị Ná này kéo dài làm gì? Biết thì giá tí, tí cũng kéo dài. Ba pha xe tí cũng kéo dài chị tí. Sao quá kéo dài mấy đoạn âm vậy? Giá sa bà bằng các tăng cầm bằng của sa lề nó biết thì giá tí sô bằng biết thì giá tí sô bằng chứ đừng có kéo dài chỉ tí sô bằng lô cần bá phà xề tí ấp phà xề tí ấp phà chỉ tí đến chạy qua chỉ ấp liền chứ không phải chỉ tí đâu. Rồi cái cuối câu kéo dài ra làm chi vậy? Kéo dài nghe nó kỳ kỳ. Khi mà phân tích thì trường âm đoạn âm rất là chính xác, nhưng mà cái giọng đọc sao khoái mấy chục này sao mà kéo dài mấy chữ tí tí nè. Rồi lâu qua mời Huynh Quang, lâu quá Huynh Quang lên đọc để bà con có sự tham gia nữa đạo tràng nhá. Alo Huynh Quang. Rồi thu xa thu, rồi nghe Huỳnh Quang đọc nè. Alo, Huynh Quang ơi, thấy đưa tay đầu hàng hả? Hay là thấy bài này khó quá? Hả Huynh Quang? Thấy đưa tay một cách mạnh dạn nhưng mà không chịu cầm mic. Không biết sao đây? Rồi, bây giờ cầm mic nha. Rồi, mời Huynh Quang. Hello, sư. Dạ thưa bạch sư, sư nghe con không sư? Ok, thank you. Dạ, sư cho con bài đi sư, con không có thấy cái gì hết. Dạ, trước tiên thì con xin đảnh lễ sư Trí Đức và con kính xin đảnh lễ chư đại đức tăng, quý cô tu nữ và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, lâu quá rồi con cũng thử lửa thử xem. Dạ,
Yasa ba bang ka katang kam mang kusale na piti yati so mang lo kang pafa se ti apfa puto wachan di ma. Yasa ba bang katang kam mang kusale na piti yati so mang lo kang pafa se ti apfa puto wachan di ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng được đời này như trăng thoát mây che. Con xin phân tích luôn thưa sư. Yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, ba trường âm thông thường, năm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm, cầm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, ná đoạn âm, bí đoạn âm, thi trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, pha trường âm thông thường, xê trường âm thông thường, tí đoạn âm, áp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chân trường âm nhấn, đí trường âm, đí là đoạn âm, ma trường âm thông thường. Thôi khỏi kể chưa, thưa sư ơi, con đi làm mới về con mệt quá sư. Dạ, cho con khi khác kể đi sư ha. Dạ, rồi con cảm ơn đạo tràng cho con đọc. Sa thú, sa thú, huynh hoàng. Vậy mà nhấu nghề ha, vô ngồi im ru, quý vị thấy tuyệt vời ha. Lâu lâu làm đạo tràng giật mình ha. Huynh Giang Nhật Hà thấy bái phục luôn, tặng ba cành hoa cho đâu le lưỡi như thấy chiếc hà kề cái le lưỡi hù ha. Tuyệt vời huynh quang, lần sau ha, vào đạo tràng cứ thế mà làm nha. Quá hay rồi. Còn hồi nãy Đại Đức Pháp Trang hai cái giọng hùng hồn quá, bây giờ còn hai vị này nữa, Đại Đức Phước Thạnh, Đại Đức Phước Sang. Alo. Bà con đóng góp này, lâu lâu huynh quang cô cũng đưa tay lên rồi đọc rồi này kia, ào ào phân tích. Rồi Đại Đức Phước Sang, Đại Đức Phước Thạnh tính sao này, không lẽ mình thua Phật tử hay sao? Rồi cung thịnh hai này, Đại Đức Phước Sang, Đại Đức Phước Thạnh. Alo. Để đưa bà học lên chứ, nó nhiều khi không thấy bà học, không thèm đưa tay, khổ vậy đó. Rồi bà học có rồi, thỉnh Đại Đức Phước Sang, thỉnh Đại Đức Phước Thạnh. Alo, quý vị đồng ý không? Hồi nãy nghe Đại Đức Phước Sang đọc quá hay, mà bây giờ Đại Đức Phước Sang, Đại Đức Phước Thạnh nghĩ sao đây? Huynh quang còn lên phân tích nữa. Rồi chiếc hà lâu lâu vô cũng kể rồi nữa, làm huynh Giang Nhật Hà giật mình kìa. Alo, Đại Đức Phước Sang, Đại Đức Phước Thạnh, hai vị quấn trụ trì đi, lời ai đưa tay trước? Vị nào đưa tay trước? Rồi, lo quấn trụ trì mà không biết thắng thua gì hết, khổ thiệt. Rồi bây giờ để khỏi mất thời gian của đạo tràng ha, chúng ta tìm hiểu về tự vận. Gì vậy, mới có mũi ba, tìm mũi bốn nữa là chắc là ngáp ngáp mà. Rồi bây giờ câu đầu tiên ha, yasa ba bằng khách tăng cầm măng, có bốn từ. Yasa ba bằng khách tăng cầm măng, chữ yasa là của người nào, yasa là của người nào ha. Rồi ba bằng là tội lỗi hay là nghiệp ác, tội lỗi của người nào, ca tăng là đã làm, quá khứ ha,
Rồi căm măng là nghiệp, căm măng là nghiệp, việc làm, hành động do cái động từ karoti. Giá sa bà bằng các tầng cầm măng. Ở đây là ác nghiệp đã làm của người nào, ác nghiệp đã làm của người nào. Rồi câu số 2, kusale napithi yati, kusale napithi yati. Chữ kusale na do cái từ kusala, kusala nó là một danh từ trung tính, akran tanapun sakalinga, và được chia theo sử dụng cách số ít, sử dụng cách số ít, tức là ta tỷ giao quỷ pháp tí hay câu quan trọng ha. Cho nên kusalena là bởi điều thiện, bởi điều thiện. Rồi bithi yati ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ của nó là api cộng với căn ngữ tha, cộng với căn ngữ tha, và nó biến thành bithi yati. Đây là một cái động từ ha, động từ này có nghĩa là che khuất, án đi, nghĩa là che khuất, ngăn cản, hoặc là rồi cảm cảm rồi. Vậy thì sao? Bí thi và tí có nghĩa là che khuất ha. Như vậy câu số 2, cú xá lê ná bí thi và tí, chặn đứng bởi cái điều thiện, chặn đứng hoặc là che khuất bởi cái điều thiện. Vậy thì hai câu này, giá sa bà bằng các tầng cầm bằng của sa lề nó biết thì giá tí, đối với người nào nghiệp ác đã làm được chặn đứng bởi cái điều thiện, đối với người nào nghiệp ác đã làm được chặn đứng bởi điều thiện, tức là cái việc thiện nó che mờ đi cái tội lỗi, điều ác. Ý nghĩa hai câu này vậy. Rồi bây giờ câu số 3 và câu số 4. Câu số 3, câu số 4 giống như câu Phật ngôn 172 ha. So mang lô căng bắp hà xê tí ốc hà mút tù quá chanh đi mà. So mang, so là người này, so là người ấy ha. Rồi ý mang lô căng là thế giới này, thế gian này. Bác pha xê tí, cái động từ này có nghĩa là chiếu sáng, chiếu sáng hoặc là chói sáng, hay là làm cho rõ ràng. Bác pha xê tí. Vậy thì người ấy chiếu sáng thế gian này, người ấy chiếu sáng thế gian này. Câu số 3. Rồi câu số 4, mút tô chành đi mà, ấp pha mút tô quá chành đi mà. Chứ ấp pha có nghĩa là đám mây, do cái từ ấp pha. Ấp pha nó là một danh từ trung tính ha, ác rành ta nam vùng sa ca linh ga, và được chia theo cách thứ 5, xuất xứ cách ban chấm y vị phát thị e cao quá chành á. Cho nên ấp pha biến thành ấp pha, ốc pha là từ đám mây. Rồi mút tô quá, chữ mút tô có nghĩa là thoát khỏi, và quá có nghĩa là ý quá, ví như thoát khỏi là thoát khỏi cái gì, thoát khỏi từ đám mây, ốc pha mút tô. Rồi từ cuối cùng là chanh đi mà, chanh đi mà nó là một danh từ nam tính ha, akranta phung rừng ga, và chanh đi ma được đứng làm chủ từ,
Bà Tham Ma trong quá trình nào phát đi cho nên chân đi ma có nghĩa là mặt trăng, mặt trăng rồi mặt trời là sao, mặt trời là Surya ha, mặt trăng là chân đi ma. Vậy thì câu 3, câu 4 rồi măng lô căng bốc hòa xề tí ấp và mút cổ quá trình đi mà người ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Người ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Vậy thì có Phật ngôn 173 cho chúng ta ý nghĩa. Đối với người nào nghiệp ác đã làm được chặn đứng bởi điều thiện, người ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Đối với người nào ác nghiệp đã làm được chặn đứng bởi điều thiện, người ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, chí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, chí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Đó là lời dịch của Ngài Gia Đức, còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác, trói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác, trói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Rồi, trong cái phần tự vựng, quý vị có gì ra coi không? Chữ biết thi, chữ cái động từ biết thi giá tí ha. Quý vị thấy rằng có chỗ chữ thi này viết thành chữ D, chữ D chứ không phải đề. Nhưng mà ở đây biết thi giá tí, chữ T này vẫn đúng như thường. Bởi vì chúng ta thấy ở đây có một cái vấn đề logo và sanh thí, chữ áp ý ở phía trước ha. Rồi nó đi chung với căn ngữ tha, và nó biến thành bi thi gia tí. Đây là một sự xóa ráp trong văn pháp. Rồi bây giờ chúng ta đi qua phần duyên sự. Có một câu chuyện rất là hấp dẫn với câu Phật ngôn 173 này. Câu Phật ngôn 173 ám chỉ về Ngài Angulimala. Rồi ai viết tên của Ngài đúng? Angulimala. Alo, còn nghe rõ không? Angulimala, Sĩ Quang Thanh không nghe, bởi vì cảm cảm nói cái giọng khàn 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 này nghe sao được. Sĩ Quang Thanh ơi, đi ra ngoài rồi chạy vô lại ha. Đi ra ngoài lấy chớn chạy vô là nghe được à. Alo, Sĩ Quang Thanh. Angulimala, Sít Mũi Nhung Phạm thiếu cái dấu ha. Sít Nhung Phạm thiếu cái dấu chứ không ai chính xác. Rồi mấy người kia ngủ hết trơn rồi. Alo, Angulimala. Anguli, quý vị hiểu là cái gì không? Anguli là cái ngón tay, ma lá là cái gì? Ma lá là bông hoa, ma lá là bông hoa.
mà Angulima là bông hoa, cái ngón tay là sao? À, đây có nghĩa là những cái ngón tay sâu lại, kết lại thành ra một tràng hoa. À, và là Angulima là cái người mà mang cái tràng hoa bằng cái ngón tay. À, đặc biệt ha. À, tại sao mà có cái chuyện này rùng rợn vậy? Con người lấy bông hoa à, kết lại để mà trang điểm, thì cái ông này ông lấy cái ngón tay người á, ông kết lại thành một cái tràng hoa à, đeo xung quanh cổ của ông ta, ngầu không? À, ông này là coi như không ai bắt chước ông được, ông là một nhân vật quan trọng, sống lực gì tới cái đồ mà lấy cái ngón tay người ta mà kết lại thành ra một cái tràng hoa. Và muốn ngón tay người ta là phải giết một người, chứ không phải là kêu người ta lại, ô tới đây sắp hàng cho xin mỗi người một ngón tay, không có. Ông này thấy người ta là cái đàn ông đàn bà già trẻ gì cũng dứt đi một mạng sống để lấy một ngón tay. Nè, ghê không? Muốn có được một ngón tay để làm cái tràng hoa thì ông ta phải giết người. Mà ông giết như vậy, quý vị biết bao nhiêu? 999 người. Và ông thầy của ông ta nói là người mà giết đủ 1.000 người á, ta sẽ truyền cho ngươi một cái câu thần chú. Mà trong thế gian này ngươi là đệ nhất. À, ngươi là đệ nhất, không ai mà coi như qua mặt ngươi được. Ông thầy là một vị thầy chư danh ở Takasila, là tên là Disaba Mukha. À, vậy mà ông này ông cũng nghe lời ông thầy số 7. À, rồi cũng giết được 999 người. Và chuẩn bị giết Đức Phật nữa là đủ 1.000 người. Ông ta sẽ thành ra một nhân tài kiệt xuất trong thế gian này. Ông được theo Đức Phật. Được theo Đức Phật. Rồi trong khi Đức Phật mà đi từ từ ở phía trước. Ông ta chạy. Ông ta chạy nghĩa là chạy hết sức mình. Mà với cái sức khỏe của ông ta, có nghĩa là bằng ba con ngựa chạy ghê vậy, ba con ngựa chạy cũng không lại ông ta nữa. À, đừng có nói vậy, ông ta là một cái tướng cướp mà coi như có sức lực võ nghệ trí tuệ giỏi. Vậy mà rượt theo Đức Phật ba gia tuần, một gia tuần 16 cây số mà ba gia tuần 48 cây số. À, thấy Đức Phật cứ từ từ đi phía trước. Ông cứ chạy mệt quá, nội cáo con, cái ông cụ đàm sao mà tôi chạy quá trời vậy, mà sao chạy không kịp ông. À, ông muốn đi từ từ vậy. Thì Đức Phật là nói Như Lai đã dừng lại, tại ngươi chưa dừng lại mà thôi. À, ông nghe nói vậy, ông nói, ủa, ông nói dối. Ông nói dừng lại, tại sao tôi được cả 48 cái số thế này mà ủ lực không kịp ông. Thế đó Phật nói, Như Lai để dừng lại, cái nghĩa là không nhúng tay vào máu, không nhúng tay vào việc ác. Ngươi còn nhúng tay vào việc ác, làm sao ngươi đuổi kịp Như Lai. À, ông nghe, ông giác ngộ liền. À, quăng cái đao xuống, quỳ xuống đánh lễ Đức Phật. À, và xin làm đệ tử. Cho nên cái câu nói mà bỏ đao đồ tể xuống là thành Phật là chính cái trường hợp này. Tức là khi mà làm việc ác nhiều quá mà giác ngộ rồi, thức tỉnh rồi, là hồi đó họ tu dữ lắm. Tức là họ thấy được cái lỗi lầm, họ thấy được cái tội lỗi và họ từ bỏ cái tội lỗi đó để người ta hướng thượng, làm việc thiện và tu một cách rất là. Thì ra ông Angulimala này cũng là vậy. Rồi tu theo Đức Phật là chứng đắc thành ra một cái vị A-la-hán. À, trong bài kinh Angulimala, trong bài kinh này á,
À, diễn tả là khi mà Ngài xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì Ngài rất là tinh tấn, chuyên tâm thành đạo và không bao lâu chứng đắc quả vị A-la-hán. Rồi Ngài thường định cư, sống an hưởng cái hạnh phúc giải thoát đó đến khi biết rằng tuổi thọ của mình đã đến, Ngài mới thốt lên cảm hứng ngữ: người nào trước kia đã dễ vui, nhưng mà về sau cái vui người đó thường rói sáng thế gian này, ví như phần trăng thoát khỏi đám mây mờ. Sau khi thốt lên bài kệ hoan hỷ do sự cảm hứng của mình, Ngài viên tịch Niết Bàn. Bây giờ các vị tỳ kheo mới bàn luận ở giảng đường này: chứ trưởng lão Angulimala là sẽ tái sanh về cảnh giới nào? Bởi vì các vị tỳ kheo còn phàm có sự hoài nghi, không biết cái ông này ông giết người quá trời quá đất như vậy, bây giờ ông chết thì chắc ông phải đọa cảnh giới nào, chắc ở trong những cái cảnh khổ chứ làm gì mà giết người quá trời quá đất mà được sanh lên trời hoặc là về Niết Bàn. Cho nên với cái sự hoang mang hoài nghi như vậy, cho nên hổ nhau mới đem cái chuyện của Ngài Angulimala này ra mà bàn luận. Rồi từ trong phương pháp, Đức Phật với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Ngài đã nghe tất cả và nghĩ rằng đây là cái thời buổi thích hợp Như Lai sẽ đoạn nghi cho chư tăng. Rồi từ nó hơn thất, Đức Phật ngự ra giảng đường, ngồi vào nơi đã được soạn sẵn, mới hỏi: này các tỳ kheo, các ngươi đang bàn luận về việc gì? Chư tăng mới trình bày bạch Đức Thế Tôn: trưởng lão mà đã viên tịch, vậy thì cái cảnh giới mà Ngài đã sanh là cảnh giới nào? Đây là sự thắc mắc của chúng tôi. Chắc rằng khi Ngài còn sống, Ngài tạo nhiều ác nghiệp, giết rất là nhiều người, vậy thì cái cảnh giới mà Ngài đã sanh chắc là cảnh khổ. Thì Đức Phật mới nói này: chư tỳ kheo, con của Như Lai đã viên tịch Niết Bàn rồi, không còn phải tái sanh vào cảnh giới nào nữa. Chư tăng ngạc nhiên: bạch Đức Thế Tôn, Ngài Angulimala giết người nhiều như vậy mà Niết Bàn được hay sao? Này các vị kheo, thật vậy, vì Angulimala trước kia chẳng có ai là bạn lành, cho nên mới tạo nhiều ác nghiệp, nhưng mà về sau vì đó được các thiện bằng hữu, đó là cái nhân khiến cho vị đó không có dễ vui. Vì thế con của Như Lai đã tạo nhiều thiện hạnh để ngăn chặn cái ác nghiệp xưa. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 173 này. Dạ, để đưa lại câu Phật ngôn ha. Yasa ba bằng các tầng cầm mần của sa lê nắp bí thì yết đi sô mần lô cầm bắp pha xê tí ấp pha mô tô quá chành đi mà. Ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác, cho sáng rực đời này như trăng thoát mây chè. Ý nghĩa câu Phật ngôn này: người có những hành động tốt đẹp, thiện nghiệp thì che mờ đi những cái ác nghiệp, những cái điều xấu xa, và cái người đó sáng rực thế gian này giống như vầng trăng lối dạng, thoát ra khỏi đám mây. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng tướng cướp giết người cả số trăm, tu rồi đắc đạo quả cao thâm, lâm chung nhập Niết Bàn vô tướng. Đấng hoàng y hỏi sợ lầm,
Phật dạy trước kia thiếu bạn lành, nên thầy tà kiến hại quần sanh. Sau nhờ bạn tốt, thầy soi thế như ánh trăng rồng quảng sanh. Rồi, dân sự quý vị cũng đã nghe rồi. Thời gian còn lại là thời gian thảo luận về câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn này để ý như thế nào? Con người của chúng ta nhân vô tập đoàn, có khi nào mà chúng ta sinh ra là thánh nhân không? Có khi nào chúng ta sinh ra là một bậc thánh hay không, như là Đức Phật gọi là Phật đản sinh ra biết đi bảy bước rồi thốt lên một cái câu mà coi như thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thứ sanh cùng thế vô hữu hậu lai ha. Khi mà sinh ra mà đi bảy bước mà thốt lên như vậy thì người ta giật mình quán hồn, người ta nói ồ, Phật sinh ra gọi là Phật đản, sinh ra là Phật liền, gọi là Phật đản. Và người ta huyền thoại cho là ác sinh ra từ nách của hoàng hậu Maya, rồi đi bảy hoa sen, đó là một vị Phật xuất hiện trên thế gian. Cho nên mới gọi án. Cái đó tin được không? Và tại đây ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, cho sáng rực đời này như căn thoát mây che. Thiện sự, những cái việc thiện chúng ta làm, nó sẽ xóa mờ những cái nghiệp ác. Sung sướng chỉ bằng làm lành, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu. Đến khi tụi đã về chiều, hành trang sẵn có, tiêu diêu cả nhà. Mình làm phước, tạo nhiều thiện sự và phước, đó là hành trang, đó là tư lương chúng ta hưởng đời này và đời sau. Vậy thì những cái ác nghiệp nó sẽ tai qua nhờ cái thiện sự, nhờ cái phước chúng ta tạo, nó sẽ xóa mờ các ác nghiệp. Nhưng mà đó là đẩy của câu Phật ngôn này. Còn bây giờ trong dương sự đề cập về ngài Ăn Cù Lý Ma La, quý vị hãy đi sâu vào cái tiểu sử của ngài Ăn Cù Lý Ma La. Quý vị nhớ vị này có tạo được những thiện sự, tạo được những ác nghiệp như thế nào về cuộc đời của ngài. Đây là một dịp để mà quý vị nói lên, hay là quý vị kiểm tra lại cái sự học hỏi của mình, biết về ngài Ăn Cù Lý Ma La như thế nào. Rồi sự đóng góp của quý vị sẽ thành ra một cái tiểu sử quanh tráng ha. Để rồi chúng ta thấy rằng ồ, đã bắt được quá trời như này, giết 999 người như vậy mà cũng trở thành một vị A-la-hán. Như vậy thì chúng ta trong cái sự tu tập của mình, mình là người hữu duyên, mình là người mà coi như chưa có giết một người nào hết, thì cái sự tu tập của mình dễ hơn, phải không? Còn đây giết tới 999 người mà cũng trở thành một vị A-la-hán. Và trước khi trở thành một vị A-la-hán thì cuộc đời của ngài Ăn Cù Lý Ma La, tại sao mà ngài có tên đó? Và cái biệt danh Ăn Cù Lý Ma La là khi giết người mới có cái vòng hoa để đeo trên cổ. Nhưng mà khi còn ở ngoài đời, chưa giết người, chưa đi học ở cái xứ Đi Sa Ba Mốt Khá Tắc Cá Si Lá, thì ngài có tên gì? Ai cũng nhớ. Khi sinh ra ở với gia đình con của một vị quân sư ha. Rồi ngài có tên là gì? Chứ không phải là tên Ăn Cù Lý Ma La. Thiết kế mà chát lên cái câu mà biết chết liền kiểu này thì ai dám biết? Khổ quá. Sao nói biết chết liền?
Cái gì đây? Cái gì hân sắc ý là gì đây? À, sao chỉ hân sắc ý là gì đây? Vậy không? Hân sắc ý hả? Vậy hả? Ai biết lúc mà ngài chưa có cái biệt danh là Angulimala thì ngài có tên gì? À, về tiểu sử, đây là một vị thánh tăng nổi tiếng nhưng không phải dở đâu nghe. Chúng ta tìm hiểu về ngài và mỗi vị đóng góp một tí để cho cái tiểu sử của ngài trở nên hoành tráng. Alo alo, ai biết về ngài khi còn mà chưa đi học á, chưa giết người thì ngài có cái tên gì? Và gợi ý, ngài là con của một vị quân sư ha. Rồi, thường thường thì quý vị nói về Phật pháp, nói thảo luận, đặt những câu hỏi cao siêu, nhưng mà bây giờ tiểu sử của ngài mà quý vị không hiểu thì chết rồi. À, chỉ có một mình chiếc kia mà còn bao nhiêu ngồi im ru vậy hả? À, alo Huynh Giang Nhật Hà ơi, hồi nãy chiếc Hà lên phát biểu ý kiến đọc ngâm kể là hay vậy. Huynh Giang Nhật Hà lé lưỡi hù con người ta, là bây giờ Huynh Giang Nhật Hà biết sao? Khi mà ngài chưa đi học á thì ngài có tên gì, cha mẹ đặt cái tên gì? Alo Huynh Giang Nhật Hà. Hình sát cá, ai đồng ý có phải tên này không, hay là chiếc kim viết là hân sát tí rồi bây giờ đổi qua viết đại hơn, trúng chữ này trúng chữ khác hả? Còn ai biết nó không? Thôi bây giờ mời quý vị cầm micro. Có cái gì liên quan đến ngài coi như là Angulimala thì quý vị cứ trình bày, nói về tiểu sử của ngài, một đoạn ngắn về cuộc đời của ngài quý vị biết qua ngài Angulimala. Alo, cái gì mà người thất bại Ahimsaka không phải, không phải là thất bại, chữ A là không, Ahimsaka, Ahimsaka là hãm hại, làm khổ người khác, Ahimsaka, nhưng mà có chữ A ở trước, tức là con người không làm khổ kẻ khác, con người coi như là và là vô hại. Ahimsaka không phải bất bạo động mà vô hại. Trong Chư Tăng có một vị trưởng lão, có một vị hòa thượng mà đã viên tịch rồi, có cái pháp danh là Ahimsaka, rất là vô hại. Ngài đã từng sống ở đây rồi qua sống ở Quảng Nghiêm và đã viên tịch rồi. Đó là ngài vô hại, một vị hòa thượng mà coi như là được tấn phong hòa thượng đầu tiên ở trong giáo hội của chúng ta. Vô hại. Rồi bây giờ mời quý vị, ai biết về tiểu sử của ngài Angulimala, ngài vô não, vô não hay là vô hại? Rồi ai biết được cái tiểu sử của ngài, mỗi người lên đóng góp một ý đi, bởi vì câu chuyện của ngài rất là hoành tráng. Rồi trước tiên mời Huynh Hạnh Pháp đi, mỗi người đóng góp một chút về tiểu sử của ngài Angulimala. Rồi mời Huynh. Alo Huynh Hạnh Pháp. Rồi Sa Thu, biết gì nói nấy nghe.
Dạ, mô Phật Tâm. Dạ, con cũng không nhớ đâu ạ. Bởi không nhớ mới ngồi im reo ru chứ còn còn nhớ cũng đưa ý kiến rồi ạ. Dạ. Con chỉ nhớ lúc ngày sinh ra thì như kho vũ khí của quân lương của triều đình nó phát sáng ạ. Như các nhà tiên tri tiên đoán sau này ngài là người gây hại cho quốc gia. Rồi sau đó ngài đi học theo một người vị thầy chứ danh như tha như sư mới nãy nói thì xong này ngài trí tuệ ngài thì giỏi nên học nhanh lắm, có thể giỏi hơn thầy nữa. Thầy thấy cũng có vẻ như ganh tị mới đưa ra cái nói là có cái pháp mà những gì mà ông thầy dạy ngài biết hết mà, sau này để mới tự mới hại ngài, mới nói là ta có cái pháp Phật này tối cao lắm. Khi nào ông giết được 1.000 người thì ta sẽ chỉ dạy cái này. Bởi cái pháp tối cao này như là cường phải giết 1.000 người ạ, nên ngài mới giết người vậy. Còn chỉ nhớ được nhiều đó mà chắc cũng tập dục nhớ sai nữa rồi ạ. Còn ai nhớ thêm thì bổ sung ạ. Dạ. Còn xuống ạ. Dạ. Ồ, hay quá, huynh thành pháp. Thứ chuyện hay vậy mà kể có chút xíu à. Hả? Còn ai thấy hay nữa thì tham gia hả? Để cho con cái tiểu sử của ngài được hoàn thiện nhé. Huynh thành pháp mà coi như bổn sản nha. Nói mà không dám nói nhiều. Sợ người ta nghe hết là đó xích ha, xà tụ. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính lấy các ngày trí đức, chị Tôn Đức Tăng, các cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, thật ra con chỉ có biết một cái điểm mà con thấy nó nổi bật ở cái vị Angula. Để con đọc lại tên của ngài. Angula. Angula Mala. Và cái vị này con thấy một cái điểm mà rất là đặc biệt ở cái vị này là ngài rất là nghe lời thầy, giống như nói sao làm vậy, là y chỉ duyên, là nghĩa là nó đặc biệt ở chỗ thành ra khi mà gặp cái vị thầy mà tà đạo thì ngài cũng làm một cách nhanh lẹ và y chang như lời thầy dạy, và khi mà gặp được Đức Bổn Sư ngài cũng làm y chang như cái lời Đức Bổn Sư dạy, thành ra cái sự chứng ngộ đạo của ngài nó cũng rất là nhanh lẹ, lại tại vì do cái hạnh mà y chỉ duyên. Con nghĩ là thầy dạy sao nghe lời y chang như vậy và thực hành rốt ráo một cách y chang mà không thắc mắc, thành ra do bởi cái hạnh đó con thấy đôi khi nó cũng là một cái tốt mà đôi khi nó cũng là một cái xấu. Nếu mà mình gặp được bạn lành, gặp được thầy giỏi đúng thì chứng đắc đạo quả rất nhanh, mà hễ mà không gặp đúng mà là cũng không ổn luôn. Thì con thấy cái đó là một cái đặc điểm mà con thấy ở cái hạnh của cái vị này. Dạ, con chỉ có nhiêu đó thôi ngài. Dạ, con kính trong bích này đồng trời. Sà thủ Sikha. Sikha nói cái vị này người học trò rất là tin tưởng, gọi là tuân thủ theo những cái lời thầy dạy, có một cái niềm tin, có một cái sự tôn kính ông thầy tuyệt đối ha. Nhưng mà khổ một cái, Sikha ơi, cái tên của vị này mà đọc cũng sai, Anguli mà đọc Angula hả? Trời ơi, Angula. Đọc vậy là tật rồi.
đọc đúng tên người ta nha, đọc chặt tên. Rồi huynh hành pháp ý kiến tiếp ha. Hồi nãy nói chắc thiếu, bây giờ bổ sung nè, mời huynh hành pháp. Dạ, con kính chào sư. Dạ, giờ con nhớ câu chuyện như ngày nữa thôi. À, trong thời gian ngày tu học tinh tấn trong 3 ngày hiền từ, ai nói gì cũng ngài cũng bỏ mặt, ngài cũng bình thường nên trong ra mọi người đặt cho ngài cái tên là Angulimala, là bất bạo động. Trong một lần thì ngài gặp người phụ nữ mà đang trở dạ mà khó sinh, ngài thấy vậy mình kêu khổ quá muốn giúp mà không biết giúp cách nào. Ngài chạy về ngài hỏi Đức Phật. Dạ, Phật nói này, ngươi hãy nói với người phụ nữ này, cô từ lúc sinh ra tới giờ ta chưa thì giúp hại ai, nguyện cho cái sự thật này giúp cô sinh dễ. Và ngài trả lời là không ạ, thực sự trước giờ tôi giết nhiều người nói vậy là nói dối ạ. Vậy thì Phật nói là thì từ lúc sinh ra trong giáo pháp đến giờ ta chưa hề giết hại ai, và nguyện cho sự thật đó sẽ giúp cô sinh dạ sinh dễ. Là ngài chạy tới và phải nói như vậy mà cô gái đã sinh ra đứa bé dễ dàng. Dạ, còn chị nhớ xà thủ quỳnh hành pháp nhắc một câu chuyện mà nó thành ra một cái giống như một cái bài kinh, một cái câu thần chú, giống như một câu thần chú. Khi mà người phụ nữ khó sinh á thì học thuộc lòng nhà cái câu mà của ngài Angulimala, tức là theo quỳnh hành pháp á, là khi ngài đi phát thực thì dân chúng lấy đá, lấy đất, lấy cà chua rồi chọi ngài, bởi vì nói rằng ngài là một cái người để giết bà con dòng họ của mình, ngài là một cái tên tướng cướp xấu xa, đồ lốt thầy chùa để mà coi như đi tránh tội đức vua ha. Cho nên rất là khi dễ ngài, thấy ngài là một á là đá để cây để đánh để chọi ngài. Cho nên mỗi lần đi khất thực về là u đầu sức tráng, máu me y áo rất là tả tơi. Thì khi mà đi khất thực vậy, có một người thiếu phụ đang bụng mang và chữa, thấy ngài quán hồn bỏ chạy, chạy trốn nhá, rồi chui qua cái lùm cây hay gì đó mà thấy khó khăn. Nè, thì ngài thấy cái hoàn cảnh đó mới về trình với Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng bây giờ cái người đó ngươi thấy rằng với tâm từ khởi lên để cho người đó qua cái sự khổ này, thì ngươi hãy lại cho người chỗ thiếu phụ đó mà nói lên cái sự chân thật của mình, như là huynh hành pháp hồi nãy mình vừa nói. Thì ý nghĩa của câu Pali đó là Ya to hằng pha vị ni ariya ya cha ti ya cha to na vi cha na mi san chi cha ba năng chi vi ta vô gồ pê ta Tê ná sá chê ná sô tì tê hô sô tì tê gấp hát sá. Tức là này bà chị, khi mà tôi vào tu trong giáo pháp này, được sánh vào trong thánh sáng, hưởng được cái hương vị đó, từ đó đến nay tôi chưa bao giờ giết hại một cái mạng sống nào của ai hết. Mong rằng với sự thật này bà chị sẽ được an toàn và sinh đẻ được an toàn. Ý của ngài nói rằng thì khi bước vào giác pháp của bậc đạo sư, tôi hưởng được cái hương vị giải thoát
thì từ đó về sau tôi chưa bao giờ phạm một cái giới nào, chưa có bao giờ giết một chúng sanh nào nữa. Thì mong với sự thật này, xin cho bà chị xin để một cách an toàn. Thì cái điều này là một huynh hành pháp nhớ tới cái chỗ đó, nhớ tới cái đoạn này cũng là một cái đoạn mà đối với chư tăng, khi mà đúng chuyện cũng phải học thuộc lòng cái đoạn này, giống như một cái câu thần chú, tức là nói cái hạnh của ngài Angulimala, tức là sự chân thật của ngài đã đem lại sự an lạc cho thai phụ đó. Đó cũng là một cái điểm trọng yếu, một cái điểm chính về cuộc đời của ngài Angulimala. Rồi khi nãy thấy bàn tay của Sitina, bây giờ mời Sitina đưa tay lên lại đóng góp ý kiến về tiểu sử của ngài Angulimala. Mời Sitina. Rồi đưa tay lên, mỏi quá không ai nhắc nhở tới cái bùng bỏ xuống. Rồi cầm mic ha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, thưa con định nói cái ý đó thì anh Huynh Hạnh Pháp đã nói rồi thưa ngài. Dạ. Dạ thì nói về cái ngài Angulimala là một người hồi xưa giết người sát sanh nhiều, nhưng mà sau này khi mà được đủ duyên gặp được Đức Phật thì lại quay vào trở thành người thiện. Thì khi mà đủ duyên rồi thì trở lại làm một người thiện như vậy, thì cũng giống như trong cuộc sống mà mình biết thay đổi những gì mình đã làm sai, thì bây giờ mình biết chỉnh sửa lại. Thì khi mà duyên nó tới thì mình biết chỉnh sửa lại thì cũng là một cái điều làm thiện tốt. Thì tất cả thì con cũng nghĩ là do nghiệp và quả của mình, và tùy duyên khi nó tới nó trổ ra thì mình nhận lấy cái nghiệp xấu hay là quả xấu hay quả thiện và bất thiện. Dạ, con chỉ bổ sung thêm như vậy thôi thưa ngài. Có sai gì xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ, con xin hết. Alo, Sikatina. Đưa tay chậm quá, để cho huynh hành pháp nói lên cái ý của mình rồi. Thật sự cái bài kinh, cái lời cảm hứng ngữ của ngài Angulimala qua câu Phật ngôn này, đây là một cái câu Phật ngôn mà coi như ngài Angulimala được Đức Phật nhắc đến. Thì ngài cũng có nhiều cái hạnh nghiệp, cái công sức đóng góp cho Phật giáo. Ví dụ như hoàng hậu Mallika là một cuộc thí thỉnh 500 vị tỳ kheo, có Đức Phật là thượng thủ. Rồi bây giờ 500 vị tỳ kheo đó mà coi như một cuộc đại lễ suốt 7 ngày. 7 ngày đó thì mỗi một con voi như vậy á cầm cái lọng đứng hầu một cái vị tăng, mà cả một cái triều đình vậy mà tìm ra chỉ có 499 con voi, thiếu một con, mà chư tăng là 500, cả Đức Phật nữa 500 mà thiếu một con voi, mà 499 con voi kia là đã thuần rồi, đã được tập luyện một cách kỹ lưỡng rồi. Thì bây giờ thiếu một con thì bây giờ sao? Mà đứng im ru như vậy suốt 7 ngày nghe. Hoặc là quỳ xuống nằm đó mà ôm cái lọng coi như suốt 7 ngày.
thì những con voi mà coi như là đã được thuần hóa rồi nó mới làm được việc đó. Bây giờ thiếu một con, bây giờ làm sao? Thì bà Hoàng hậu Malika là một người rất là có trí, rất là một Phật tử, một tín nữ rất là thuần thành. Bà mới nghĩ rằng bây giờ thiếu một con voi thì cuộc lễ không thành công, khuyết đi một chỗ thì cũng kỳ lắm. Bà mới hỏi mấy quan tượng, quan tượng nói còn một con voi nó trứng à, không thể thuần hóa nó được. Thì bà Malika mới nói được, người giữ cách mấy thì cũng đem tới đây cho đủ số, sĩ số là 500 con. Nhưng mà con voi dữ đó, con voi mà chưa thuần hóa đó, hãy cầm cái lọng che cho ngài ăn của lý mà là khi mà nó diện kiến, khi mà ngài ăn của lý mà là đến ngồi vị trí đó, con voi nó cục đùi xuống, nó rùng rẩy coi như nó khớp, nó quỳ im ru à. Mấy con kia cùng liếc qua liếc lại hoặc là rụt lại, chứ còn con voi này im ru. Đó là một cái đức độ, một cái sự tu tập mà coi như ngài Angulima là đã cảm hóa con voi đó. Con voi nó chứng, nhưng mà anh thấy ngài cái tự nhiên nó khuất phục. Đó là một cái điểm mà khác. Cho nên ngài với cái sự chân tập của ngài, nó từ khi sanh vào thánh, bước vào vòng thánh thì đối với sau nhờ không trên này cái tội mà giết người của ngài trong cái kiếp trót này bị xóa mờ, giống như vầng trăng thoát khỏi đám mây, giống như vầng trăng thoát khỏi đám mây. Cái ác nghiệp nó đuổi theo không kịp. Cái hành lành của ngài, tức là ngài giờ có Đức Phật. Nếu mà không có Đức Phật là chắc cũng tay tua ha, cũng sanh tử luân hồi mối thù truyền kiếp nhưng mà có Đức Phật và cái phước của ngài, ba la mật của ngài cũng đã đến, cho nên gặp được Đức Phật. Giống như một con chó săn mà nó rượt đuổi theo chúng ta. Trong cái vòng sanh tử luân hồi này nó rượt theo, mà đến khi nào mà nó chúng ta mệt hoặc là chúng ta coi như coi thường, hay là khi mà chúng ta dễ vui là nó nhào ra nó cắn, cái ác nghiệp nó đuổi theo giống như chó săn, và nó đuổi suốt trong cái vấn đề sanh tử luân hồi. Thì ở đây như vậy, cái ác nghiệp nó đuổi theo ngài, bị những trường hợp quăng đá chọi đất hoặc là bỏ đói ngài, thấy ngài đâu có để bác, sợ quá mà ngài phải đói khổ, ngài phải rách rưới, ngài phải đổ máu. Nhưng mà nhờ an hưởng cái sự giải thoát, có được cái sự giác ngộ đó, ngài chế ngự những cái cơn đói khổ, những cái máu hoặc là rách rưới, hoặc là bị người ta chửi mắng đồ này kia, ngài vượt qua những trở ngại đó, bởi vì ngài đã đạt đến thánh sáng rồi. Rồi còn 10 phút nữa. Alo, Sik Meta có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Alo, Sik Meta. Rồi, Chiếc mê ta nghĩ như thế nào, hiểu như thế nào về ngài ăn của liệt mà lá? Rồi, bổ sung thêm đi. Alo, chiếc mê ta ơi, đâu mất tiêu rồi. Chắc quý vị sợ bị lây ha. Cảm này nó cũng dễ bị lây lắm. Thế nên cầm micro sợ nó bị truyền nhiễm, hoặc là dính mũ mít. Ai có ý kiến gì nữa không? Chị Nhung Phạm ngồi cười qua. Chị Nhung Phạm có ý kiến gì không? Hiểu về ngài Angulimala là như thế nào? Chị Hà nè, chị Cảnh Pháp nè, có nhiều ý kiến hay quá mà.
giấu nghề hả? Bổn sẻn pháp à? Rồi xin mời. Dạ con kính thưa, dạ giờ không thấy đầu trạng, con có thêm chút ý là nhiều lúc chúng ta thường như ngài đã nói về một cái nhân bất thiện, nhưng mà do nhờ cái duyên mà phước gặp được Phật nên tâm ta ngày cả này đã thay đổi được cái bất thiện đó mà hướng đến cái quả vị giải thoát ạ. Và chúng thấy là trong đời nhiều lúc chúng ta dùng từ nhân quả nhưng mà thiếu cái duyên đi thì nó thiếu cái duyên là cái yếu tố quan trọng nhất để trổ được cái quả đó. Thì nó là một điều cũng thiếu sót ạ. Vậy nếu một cái xoài, một hạt xoài nhân tốt mà nếu trong môi trường mình điều kiện rồi nó không được tốt thì nó lúc nó cũng không có cho quả ngọt mà, và, hoặc là nó cũng hủy hoại luôn cái nhân đó. Trong hợp tác chúng ta thì thầy phải dùng trọn nhân duyên quả mạnh, mà trong khi đó cái duyên là cái yếu tố rất quan trọng để tổ được cái quả hay. Trong cái bài này thì cũng vậy, ngài đã được gieo cái nhân bất thiện nhưng mà do cái duyên là được gặp Phật nên làm ra cái tu tinh tấn tu tập nên làm ra cái bất thiện đó nó không tổ được ạ. Dạ. Còn chỉ có nhiêu đó thôi ạ, không hết ạ. À, sa thú huynh hành pháp à, và cái gì cũng đúng lúc đúng thời ha, cũng có cái nhân cái quả à, cũng phải có cái duyên à, cho nên mới có câu Phật ngôn này à, và chúng ta hiểu về ngài Anguli mà là một cách rõ ràng hơn ha. Rồi mời sư kia còn 6 phút nữa. Con xin kính chào sư Dưới Đức, sư Phước Sang, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Thôi còn mấy phút nữa, con cũng đưa ra ý kiến con trước đi. Trước hết con cũng cảm ơn là các quý vị như là huynh Hạnh Pháp, Xích Hà, rồi Tina, cho những ý kiến. Dạ quý vị nghe rõ không quên nữa. Hồng Mai Dung Phạm nghe rõ với con đó, thì tích của ngài Angulimala rất là thông rất là phổ biến, ai cũng biết hết. Nhất là hồi nhỏ con nghe bên Bắc Đông nó nói buông cướp mà kẻ cướp mà buông đau thành Phật, con nghĩ bụng chèn ơi sao dễ vậy, mai đi làm ăn cướp mình giết mình linh mình còn làm đủ thứ chuyện rồi mình đi tu cái mình thành Phật. Rồi con nói chuyện không có được ấy, xạo thôi, không có tin này. Thì thật ra cái ngày ăn ly hoa lá đó thì cây Dung Phạm chuyên môn cười, Dung Phạm bắt chước con đó, cái dựng cười hết, miệng cười hết, cười là vui nhất rồi, ai nói gì cũng cười, cười cũng cười nữa. Thì ngày ăn ly hoa má lá này là lúc mà ngày sinh ra đúng như Vinh Hạnh Phúc Hạnh Hạnh Pháp á, thì tất cả vũ khí trong ấy thì nó sáng tối lên luôn, cả vua Ba Xê Na Đí á, thì cũng cái kiếm của nhà vua cũng sáng ngời lên ghê lắm. Thế nhưng mà cái ông ngài Angulimala đó là có một vị quân sư của vua của vua Basavina. Mà tên của dòng tộc đó, ông cha của ngài ông Liên đó là Gắt Gá, mà mẹ là Măng Tá Ni, tức là cái dòng hỏi Bà La Môn, rất là danh gia dòng tộc, trời ơi, làm quân sư giống như thủ tướng gì đó, thủ tướng bây giờ vậy, ngầu lắm.
Ngài rất là thông minh, sức khỏe rất nhiều. Thì ngài, cha mẹ của ngài cho đi học ngay chỗ mà cái trường á gọi là ở xứ là Takashila đó, là nơi đào tạo cho con cháu bà la môn giàu có gì đó để thành như những trường đặc biệt như bên đây Harvard, rồi Stanford, đại khái gì đó. Thì ngài rất là giỏi, nhưng mà có một nhóm người trong học sinh nó thấy ngài giỏi, tài giỏi vậy, ngài rất là trong sạch, con có làm vậy. Thì nó nhiều nhóm nó nói đậm, nói thọt, nói xấu ngài. Thì cái ông thầy này nhiều lần đó cũng nghi ngờ, thì ổng mới bắt đầu ổng mượn ổng tìm cách ổng muốn giết ngài ăn luôn ra. Thì nói rằng nếu mà nhà ngươi mà đi giết được ngài Angulimala thì muốn tìm cái pháp để giải thoát, thì đợi còn 4 phút rồi từ từ. Thì cái ông này mới nói thì muốn tìm pháp giải thoát, nhà ngươi hãy giết hết 1.000 người cho ta đi. Thì ông này muốn cho ngài ấy mà giết người để mà người khác phải giết ổng, tại ông giết người là việc bất chánh. Thì ổng cứ không làm đi. Thì ổng giết thì 999 người, thì còn một người nữa. Thì bữa đó người ta rất sợ ổng, ổng rất giỏi, mạnh khỏe lắm, 20-30 người không làm lại ổng đâu, ổng thanh toán mỏng hết trơn à. Thì có cái thời đó thì ổng muốn cho một người đi tới, là mẹ ổng thì muốn khuyên ổng đừng có làm vậy, xin nhà vua đó. Thì Đức Phật nhìn thấy nhân duyên ổng đầy đủ ba la mật, Đức Phật mới tới độ cho ngài. Đức Phật mới đi tới đó chặn ngài. Thì ngài rượt đuổi hoài không kịp, thấy ông thầy chùa già này rồi đi từ từ mình đuổi lại không được. Mới nói tại sao kêu Đức Phật đứng lại, Đức Phật nói ta đã đứng lại rồi. Thì đấu qua đấu lại, đấu thổi qua một lần, thì Đức Phật nói người ta đã dừng lại tất cả những điều ác không làm hại ai hết. Thì với một quay lực của một vị Phật chánh đắc chánh giác, thì ngài đã hiểu rồi, thấu làm cho ngài hiểu lại những ba la mật của ngài đã làm. Ngài tâm ngài thường lại, ngài xin quy giúp dưới tăng đoàn của Đức Phật. Thì những cái chuyện ngài làm có một điều là con nhận thấy, tại vì cái người, những người mà cái người mà mình thân cận lúc còn nhỏ rất là quan trọng. Nếu mình chơi với người xấu, những vị xấu theo, thì trong nhân gian cũng có câu gần mực thì đen, gần đen thì sáng, thì hãy gần một nhóm người xấu ganh tị không có lòng tốt vậy, ngài mới bị xứ dục đi giết người giống như vậy. Thì Đức Phật cũng đã nói cũng nói với mấy vị tỳ khô khác, tại ngày xưa đó ăn con trai của ta đã không thân cận được bậc chí hiền, bởi vậy nó mới làm việc ác. Bây giờ nó thân cận bậc chí hiền thì nó mới làm việc thiện rồi. Thì đó là cũng muốn nói rằng cái mình chơi với bạn bè, chơi với người chung quanh, mình phải có cái sự nhận, người nào mà có làm việc thiện được đúng thì mình nên chơi với người đó, những người mà làm việc xấu xa đó thì mình đừng có lên thân cận người đó, phải xa lắm người đó đi, cho dù người đó có danh tiếng, có giàu có gì thì mình cũng nên đừng có nên thân cận. Tại thân cận cái người đó mà mình cứ tin tưởng họ là một người có chức vị nói đúng thì không đúng đâu. Chính là ngài thân cận với cái một vị thầy mà xấu xa giống như vậy, với một lũ bạn bè danh tị như vậy, thì ngài mới giết người giống như vậy. Nhưng thì ngài cái quá khứ của ngài làm rất nhiều thiện nghiệp, ngài mới đủ ba la mật, ngài mới đắc a la hán trong kiếp này. Thì ngài cũng cứu một người, giúp cho mười đàn bà đẻ khó, ngài thấy cái người đó đẻ khó, ngài không biết làm gì, ngài mới về nói với Đức Phật. Đức Phật có nói là ngài cứ đi gặp cái người đàn bà rồi mà nói rằng từ ngài đã trở về thánh, vô thánh đạo, là một thánh nhân như vậy, những cái quả nghiệp lành thì do nhờ cái phước báo đó để chia phước cho cái người đàn bà đó được sanh mẹ tròn con viên, con vuông, thì cái việc đó có kết quả ngay. Thì có cũng là một động kinh gọi là phán trà, là kinh hộ trì nữa. Thành ra trong thành lúc đó có nhiều người thấy vậy, có nhiều người muốn đặt con của họ cho là cái tên Angulimala nữa. Thì con nghe giống vậy đó. Giờ hết giờ rồi, con mới trả bài luôn thôi con xin trả mít lại cho sư rồi, để ông thầy sư la nói bà tám xong nói chứ, đợi hết giờ mới nói, giờ hết giờ rồi. Con xin trả máy bài vậy, con cung chỉnh sư lên nói chuyện này ạ. Dạ, con xin cảm ơn quý vị đã nghe. Sà thù xịt game. Công nhận, cũng biết canh đúng giờ.
rồi mới chả biết. Nhưng mà nó cũng chưa đủ đâu nghe. Câu chuyện con này ăn của liếc mà đó, rất là nhiều chuyện, mà nhiều cái vấn đề để mà chúng ta thấy rằng Ngài rất là tuyệt vời. Cho nên một cái câu nói bỏ đầu đau xuống là thành Phật, hoặc là nói lập địa thành Phật đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là một bài học để cho chúng ta thấy, dù tạo những cái ác nghiệp nào đó, có lỡ lầm đi nữa, thì chúng ta biết ăn năn hối cải, do cái sự thành tâm chúng ta sẽ vượt qua. Một cái vị tỳ khưu mà nghĩ rằng ồ không có gì hết, chỉ là một cọng cỏ, nhưng mà trước khi chết cảm thấy cái cổ của mình ngứa ngứa, có lỗi mà nghĩ rằng ồ chuyện nhỏ, không sám hối, để rồi phải đọa làm con rồng súc sanh. Quý vị thấy, mình coi thường cái việc ác, dù đó là việc ác nhỏ, nhưng mà khi mà nó hữu sự ha, khi mà tới lúc rồi, nó trổ quả rồi, thì sự đau khổ nó đến. Mà một cái câu nói là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Nghĩ là không sao, ban đêm thử coi sao đầy trời với nó không sao. Rồi, câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta thấy rằng chớ coi thường những cái lỗi nhỏ, mà chúng ta cố gắng tạo nhiều cái hạnh lành để những cái phước này nó hỗ trợ cho chúng ta vượt qua những cái ác nghiệp. Về thân thì chúng ta có 3, khẩu có 4, ý của chúng ta cũng có 3, Punya Kiriya Quá Thú. Đó là 10 cái điều để chúng ta tạo phước. Thì cố gắng đi, bảo đảm rằng trước sau cũng chết, nhưng mà chúng ta chết trong an lạc á, thì nó sướng hơn. Có hành trang chúng ta đem theo, còn mà chúng ta chết trong đó thì cái chết đó chắc chắn lại đi xuống Bởi vì sống chết là một sự đổi thay, không ai tránh khỏi. Nhưng mà những cái thiện sự nó hỗ trợ chúng ta, cái phước nó hỗ trợ chúng ta, đó là điều quan trọng. Punya niparalo kasmin batitha hon tibani nam. Phước hỗ trợ đời này và đời sau. Phước là cái nhân mà chúng ta đạt được, nhân sản, thiên sản và thánh sản. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin kết thúc ở đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm trường được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho du sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng và vớt lên chư tôn thiền đức.